cho các anh em. Đây sẽ mình làm chiếc xe Attila này, nên mình chia sẻ cho anh em ở nhà tự mày mò làm luôn. Chiếc xe này ở nhà là anh em là ví dụ như có xe đây là người ta đem tới nói mình sọc bình miết kêu bình hư, chứ thật sự là bình người ta là thấy còn được chứ chưa có hư anh em. Bây giờ tiến hành mình lấy chụp vô đây cho cái chụp vô đây này nó bị lãng anh em, nó bị lãng này, cái đào đây chạy nó dùng xu bọt gáp và xu bọt cho nên là nó đó. Anh em thêm đồng lộn đó cho chân ngon không anh ở đây á là nó chân này ở này anh em thấy không, nó dòng nó lép nó tự rớt rồi ha, nó lãng quá nên mình thay luôn cái chụp buri mới cho ta nha. Đó, thay chụp mới nè. Đó, rồi mình đã kiểm tra lửa rồi anh em ơi, kiểm tra lửa rồi anh đã kiểm tra lửa cho cái chiếc xe này rồi nè. Đó, xe mình mở luôn kiểm tra lửa luôn nè. Chia sẻ luôn nha anh em. Vì mình đã vừa cẩn thận nó rớt ra vừa cái bảo vệ nó khoảng đó đất nó vô cái là chỗ cái qua lăng anh em vừa nó hư cái cánh quạt em vô đi thấy còn rất đẹp đó, mà lửa đồ đây thì đây lửa nó cũng còn rất mạnh. Bật cái chìa khóa nè, lửa ngon nè. Rồi để mình co luôn cái đây hai hốp nè. Đó, hơi còn tốt nha anh em. Đó, xăng á thì cái bình xăng của nó nằm lên cao cho nên cái xe đây nó bơm xăng, nhưng mà cho cái bình xăng này nó cái bơm nó bị hư nên người ta là cho nó chạy trực tiếp từ trên xuống dưới luôn anh em. Đó, chỗ bơm hao lên chỗ cái cổ này mình thấy là cái chỗ cái bơm thì người ta lấy cái cọng kẽm ta đẩy vô đó, nó quấn cái cài xét cho nó siết lại luôn, nó không khỏi bơm là tay chạy trực tiếp vô. Vừa nó sẽ nó nhiễu cái lọc xăng này, mình thay luôn cái lọc xăng anh em, nó nhiễu ở đây này nó bị bứt ra nè. Đó, mình kiểm tra lửa nè, xăng chạy xuống bình thường nè, rồi lửa mạnh nè, hai ống mạnh nè. Đó, mấy ốc cổ nó cũng dạng cứng bình thường, hai vô bình thường. Mà sau là sang này anh đi sọt bình biết, anh đi sọt là anh về anh đề anh chạy hơi ban ngày là nó hết cái này nhanh hết anh đề không được nữa. Lý do là thứ nhất là cái này nó lãng anh em, đó nó lãng nè anh em, bây giờ đó nó lãng mình kiểm tra hai hốt nghe dầm dạng vô nghe anh em, là dạng này cẩn thận nha, cái chỗ này nó lòm rất là sâu. Chanh nó đất nè anh em, dạng cái răng chụp body, cái body này do nó bị anh em lấy cái tiếp body nó dạng nó sao tốt hơn dạng tay, nhưng mình do mình quen rồi nên mình dạng tay được đó, nên dạng nhẹ nhòn nghe chứ không nó chịu cái gai của cái đầu nghe đó, dạng nhẹ nhòn dạng cứng vô. Mình hướng dẫn luôn cho anh em nghe, ví dụ như anh em ở nhà đó mà là nhiều cái bệnh viện đó của mình đó, mà nếu mình không biết là người ta sẽ thở nó thay vô cái bệnh của mình tốn tiền nữa, mà trong khi mình không phải bị bệnh đó. Ví dụ cái bệnh đây là anh đem cho mình sọt, anh sọt cho mình anh sọt 3 lần đó anh em, bệnh này cái xe này Attila này đó. Để mình quay luôn cái bản số xe này luôn cho anh em coi luôn. Đây, bả 16X3 5530. Đó, anh em thấy không? Đó, xe này á là anh đem cho mình sọt 3 lần, anh ghi bình anh hư, nhưng mà thật sự là bình không có hư anh em. Mình đề là rất là mạnh đó, mà giờ mình dạng vô nghe, mình đề nghe mình cứng vô lại nghe. Nếu như một cái bình nó hư nghe anh em, anh em ví dụ nhà nhà mình thả nó chỗ làm nó không có đồ thử đi, nhưng mình nói là bình không có hư, nhưng mà anh sợ bình hư biết, anh về mình kêu thôi giảm tiền anh để là giờ anh sạc đi,
Dạ anh sọt, và số này em đưa cho anh là anh về anh để một ngày rồi một đêm, số ngày mai anh dán vô anh đề bình thường à, là cái bệnh không có hư ha. Và bây giờ mà gán vô để một ngày một đêm mà gán vô anh đề mà cái bệnh cái đèn trên đồng hồ nó xanh á, nó tét đó, đề vô là tét là cái bệnh nó yếu, nó hư, nó đi hư. Còn cái bệnh nó không hư là nó không có vấn đề gì hết, nó đề bình thường, mà do hư là hư xe của mình do bị lửa hay thế nào thôi. Giờ anh em thấy mình tiến hành nha, mình để cái xe này nha. Đó, ví dụ như một mình anh em ở nhà lòm thì anh em lấy cái kiểm cậu cái dây kiểm cậu vô cái ta tháng nè anh em, để mình dễ đó, mình dễ là mình đề đó. Giờ mấy ông đề nha, mình bật chìa khóa đề. Anh em thấy mình đề phân hộp không? Không mà vậy mà ở nhà người ta nói người ta đi không được, hai ba ngày là đi đó là cái bệnh nó hư, đi nó không nổ, rồi bị kia anh biểu mình lòm sáng nàng xúc bắp cho anh xe đây đúng ra lòm đào làm xúc bắp mà được rồi này, nó kêu quá nè, nhưng mà không, nó vẫn còn hai thì mình vẫn còn đề đi không sâu đó. Là anh em kiểm tra bình là chúng ta như vậy, là như bình mình sợt vô nghe anh em, để là một ngày một đêm mà nếu như mà nó đề được nó vẫn còn mạnh là cái bệnh nó không có hư anh em đó, là nó không có đi hư, là nó không có hư nha. Bây giờ bắt đầu mình kiểm tra luôn cái bình đây đó, là nguyên do của xe này như thế nào nghe, để mình sửa luôn cho anh em. Đây anh em quay sót luôn đây đó, đây là cái bình điện đây, bây giờ mình kiểm tra luôn nghe, bây giờ mình đề xong rồi mình mở ấp qua rồi mình coi thử cái dây đỏ đây, dây dao cạo này nó có sọt vô cái bình đây không nghe anh em. Rồi em để đây, mở chìa khóa nghe đó. Sau mình mở nắp dấu cạn này ra anh em, để ví dụ như mình xả trái cầu chì á, mình lấy cái bóng đèn đây, bóng đèn này bây giờ mình thử vô đây nhá, che mát vô đây xóa anh em thấy không. Còn nếu mình đưa vô đây mình không xóa này nó do nó bị cuộn lửa chứ này, cuộn lửa đèn nó không lên, hay là do cái cục sợn nó hư anh em. Đó là quẹt vô đây luôn nè, quẹt vô máy luôn nè, quẹt vô đây nó cũng không có tẹt lửa anh em. Đó, mình để chìa khóa nghe đó, do mình nổ máy mà nó không có quẹt lửa luôn, nó mình châm vô đây nó không sáng luôn, tại do một cái cục sợn nó hư anh em, hay là phía bên mâm lửa đây nó qua lăng này nó không đưa điện lên để sạc vô, quẹt đứt dây trụ kén gì đó. Bây giờ để mình kiểm tra anh em coi thử làm bị hư thế nào nghe. Chả là do cái xe này là do cái bình nó không sọt được, cho nên là nó vừa lãng cái này nữa, lãng cái chân thì nó đớt ra nữa đó, nó khi an thì không nữa, rồi đó, xe đi nó không sợ vừa nữa nên hết bình đó. Giờ mình tiến hành đó, mình coi cục sọt thử thân anh em, có hư cục sọt mình lấy cục sọt bỏ vô hay là mình coi thử lửa nó có lên không nghe anh em. Đó anh em mở xe Attila này đó, anh em là mở bằng cái ấm này, anh em mở này xài đẩy lên mở ra này trước nè, mở lấy trụ ra đây. Cái xe này cục sọt nó nằm ở đây đi, nó nằm ngay cái đầu xe đây đó, nằm đây. Rồi, mở mấy ốc này ra nó cục sọt ở đây. Co thử nó bị hư thế nào nè. Mình tiến hành mình mở ốc rồi nè, mở ốc rồi để mình lấy cho cục sọt nó nằm phía dưới này. Đây mình mở mấy cái ra nè, lãng cái này ra mình mở lãng cái này ra. Đây mình mở cục sọt nó dễ hơn. Đây mình rút anh em sọ nó đây anh em, nó vét rồi rồi mình coi thử nghe, nó vét đây dây điện em coi dây điện thử nó bị trụ khác bị đứt gì không, đó cục sọ đây, đó đây chui, này chui sọ đây mình coi dây điện thử không, đó giật ra trái, đó anh em giật ra không, coi dây điện thử nha, khi mở dây rồi mình kiểm tra dây dưới dây vòn á. Dây vòn với dây chán sạc lên mình nếu nông xóa anh em. Một cái ra mất, xong mình nổ máy lên. Đó.
Nếu như mà nó không xoắn á thì gam đây nó không xoắn này gam vô cái dây bình đây nè, gam cái dây bình đây nè xoắn này nè, còn gam cái dây sọt nó không xoắn không gam cái dây bình này nó xoắn mà gam hai dây sọt là nó không xoắn anh em, chả nó bị một cái nứt dây hay nó hư cuộn bên ba lăng lửa đây đèn nó không lên, để mình thao tác một đêm người ta quấn lại hay mình mua cái máy mình bỏ vô đó. Giờ mình tạm dừng video để mình lộn cái này rồi sau mình sẽ đưa lên cho anh em. Sau khi mình tiến hành mình thay cuộn lửa ở qua lăng anh em, bây giờ mình đề thử nghe mình để mình quạt lửa thử nó có sọt vô bình không nghe anh em nha. Đó, giờ mình xe này á mình đã thành công cái vấn đề là nó sọt vô bình đó, sau này xe này không cần phải đi sọt bình nữa đó, bây giờ là nó đã ổn định rồi, ok. Video tới đây mình xin tạm dừng, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.